8 điểm yếu của đàn ông, phụ nữ khôn nắm được, chồng cưng như trứng mỏng. Thứ nhất, lòng tin. Đàn ông không có được lòng tin từ vợ, họ sẽ cảm thấy bị tổn thương cả về tình cảm và lòng tự trọng. Nếu bị theo dõi, giám sát vô lý, vượt giới hạn chịu đựng, sẽ khiến đàn ông không còn muốn tiếp tục ở lại bên cạnh bạn. Một người vợ khôn ngoan sẽ là người hiểu chồng nhất. Đây cũng là vũ khí đắc lực của người phụ nữ để giữ tình yêu của đàn ông. Vì nghi ngờ không khiến đàn ông yêu bạn hơn, lại khiến tình cảm rạn nứt, hôn nhân nhiều mâu thuẫn. Hãy cho đàn ông niềm tin trước, có một giao kèo lòng tin chắc chắn giữa vợ chồng trước. Sau đó, nếu chồng có lừa dối bạn, bạn cũng có cơ sở để xử họ. Đàn ông không quá để tâm đến việc người yêu hay vợ ngày trước được bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng họ cực kỳ khó chịu khi phụ nữ cho rằng bản thân được nhiều người theo đuổi mà xem thường tấm chân tình cố gắng của họ. Đàn ông dù yêu sâu đậm thế nào cũng có lòng tự trọng cao. Trong tình yêu, họ không chấp nhận thái độ bất cần của đối phương. Cách tốt nhất để sai khiến một người đàn ông là khiến họ yêu bạn không lối thoát. Mà trước nhất thì hãy tôn trọng họ, cho họ lòng tin vào tình cảm của bạn, cho họ tự tin vào bản lĩnh đàn ông. Nếu không, dù đàn ông yêu bạn nhiều thế nào cũng có ngày rời khỏi bạn. Thứ hai, đàn ông rất sợ mất thể diện. Với đàn ông, việc giữ thể diện rất quan trọng. Trước mặt người khác, đặc biệt là với người phụ nữ mà họ yêu, họ sẽ luôn xuất hiện bảnh bao nhất, cư xử lịch thiệp nhất. Điều này đơn giản vì đàn ông sợ bị mất mặt trước những người mà họ thích. Đàn ông luôn sợ mất thể diện và luôn sợ rằng mình không đủ tốt và sẽ khiến bạn bỏ đi. Lúc này bạn cần phải giữ thể diện cho anh ấy, nhất là trước gia đình, bạn bè của hai người. Bạn hãy cho anh ấy biết rằng bạn biết giữ thể diện cho chàng. Thứ ba, tiền bạc. Với đàn ông, tiền bạc thể hiện bản lĩnh, vị thế trong xã hội và gia đình. Nếu đàn ông không kiếm ra tiền, họ sẽ thấy bản thân kém cỏi. Nếu bị quản thúc tiền bạc, họ sẽ bị kìm hãm, khả năng theo đuổi đam mê, hoài bão. Tiền trong tay vừa cho người đàn ông sức mạnh, vừa cho họ động lực để thành công và cả thể diện trước mặt người khác. Kinh tế là vấn đề nhạy cảm trong hôn nhân và phụ nữ thường là người giữ tiền, quản lý chi tiêu. Nhưng dù tính đàn ông có khi vung tay quá chán thì phụ nữ cũng đừng nghiêm khắc chuyện tiền bạc với chồng. Nếu bị khống chế tiền bạc quá đáng, đàn ông sẽ thấy bí bách, thậm chí tìm cách để có quỹ riêng. Người vợ thông minh sẽ có một giao ước chi tiêu với chồng, luôn có một khoản tiền dành cho gia đình để đàn ông ý thức chi tiêu có trách nhiệm với vợ con. Cho đàn ông tự chi tiêu một khoản vừa đủ, nhưng cũng tinh tế theo dõi thì vợ sẽ được chồng nể trọng hơn. Thứ tư, không biết cách để tha thứ. Dù yêu người vợ đến mấy, dù hiểu và cố gắng dặn mình phải quên đi quá khứ của cô ấy, dù luôn nói rằng anh yêu em trong hiện tại, nhưng thực sự nếu người đàn ông biết được vợ mình trước đó đã từng có quan hệ trước hôn nhân với một người đàn ông khác, thì đó chính là nỗi đau âm ỉ và dai dẳng. Nó vĩnh viễn là nỗi thất vọng không bao giờ quên. Điều này có thể sẵn sàng bộc phát bất kỳ khi nào để dằn vặt vợ. Thứ năm, sợ yếu sinh lý. Đàn ông hay quan niệm sức mạnh, uy lực của họ thể hiện rất nhiều trong đời sống ân ái. Nỗi ám ảnh của họ là bị yếu sinh lý. Khi bản thân gặp phải trục trặc đó, họ cảm thấy như vẻ nam tính của mình đã bay biến hết. Chỉ cần người vợ có chút biểu hiện không thoải mái thì họ dễ bị dằn vặt, thậm chí cảm thấy nhục nhã. Thứ bảy, đàn ông cần tự tôn thể diện. Người đàn ông nào cũng có lòng tự tôn rất cao. Chàng thích nghe những lời tán thưởng, nhất là điều đó được nói ra từ người phụ nữ mà mình yêu thương. Tuy nhiên, những lời khen ngợi nên xuất phát từ đáy lòng để chàng có thể cảm nhận được rõ nhất. Đừng nói ra những lời làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh ấy vì sẽ rất khó để làm lành. Thứ bảy, đàn ông cũng cần được động viên an ủi. Đàn ông thường tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ, nhưng họ cũng rất dễ bị tổn thương. Khi anh ấy đang có một tâm trạng tồi tệ, sự động viên khích lệ của bạn chính là nguồn động lực lớn nhất đối với anh ấy. Đừng tiết kiệm lời khen, lời động viên với người mà bạn yêu. Chính những lời nói đó sẽ giúp anh ấy có thể đứng dậy sau mọi vấp ngã và đạt được thành công đúng như bạn mong đợi.
Thứ 8, đàn ông thực sự cần không gian riêng. Ai cũng cần có không gian riêng tư, nhưng với đàn ông thì đây là điều cần thiết hơn so với phụ nữ. Họ thường xuyên bị áp lực do công việc, trụ cột gia đình, cho nên dù yêu thương nửa kia đến đâu, bản thân đàn ông vẫn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi phải hy sinh tất cả thời gian và sở thích của bản thân. Họ cần không gian để suy nghĩ cũng như thư giãn cùng với những người bạn của mình. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống hôn nhân, người phụ nữ nào cũng mong muốn người đàn ông của mình mạnh mẽ, vững chãi vượt qua giông tố cuộc đời, là chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Tuy nhiên, có 3 thời điểm nguy hiểm đàn ông dễ sa ngã. Đàn bà khôn ngoan đừng dửng dưng mà hãy tìm cách kéo chồng về bên gia đình. Thứ nhất, khi sự nghiệp của đàn ông xuống dốc. Ở thời điểm này, đàn ông dễ sinh tật nếu không được vợ thông cảm, thấu hiểu. Khi sự nghiệp xuống dốc, đàn ông sẽ đâm ra chán nản. Có người lao vào con đường rượu chè, có người gái gú, cờ bạc. Nếu vợ cứ dửng dưng trách móc chồng vô dụng, hãy chuẩn bị cho hôn nhân đổ vỡ. Vì không cảm nhận được sự quan tâm của vợ, đàn ông rất dễ nghiêng ngả, thậm chí sẽ bỏ rơi vợ con. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng thờ ơ với cảm xúc của chồng, hãy quan tâm động viên chồng lúc khó khăn. Thứ hai, khi không được vợ tôn trọng. Đàn ông vốn trọng sĩ diện, họ không thể chịu được việc vợ không xem mình ra gì trong nhà. Hơn nữa, họ thích thể hiện bản lĩnh. Nếu không làm được điều đó trong gia đình, chắc chắn họ sẽ ra đường tìm vài ba cô để chứng minh điều đó. Vợ ở nhà có thể không xem họ ra gì, nhưng gái lạ ngoài đường chắc chắn sẽ từng bốc họ lên tận mây xanh. Thế nên nếu cứ nói những lời tổn thương chồng, sớm muộn gì bạn cũng đánh mất cuộc hôn nhân này. Trong một mối quan hệ, muốn bền lâu cả hai phải tôn trọng, yêu thương nhau, dẹp bỏ cái tôi của mình sang một bên để có thể thấu hiểu bạn đời nhiều hơn. Thứ ba, khi vợ chồng cãi nhau nảy lửa. Khi vợ chồng cãi nhau, nhiều người đàn ông thường bỏ đi ra ngoài. Điều này vô cùng nguy hiểm vì khi cảm xúc không được ổn định, đàn ông rất dễ nghiêng ngả. Chỉ cần một cô gái nào đó rót vào tai anh ấy vài câu dễ nghe, bạn sẽ mất chồng như chơi. Thế nên ở nhà có cãi nhau lớn đến mấy, cũng hãy thỏa thuận rằng không được đi ra ngoài. Hoặc vợ khôn ngoan nên biết nhịn chồng một chút để nhà cửa ấm êm. Đàn ông giống như đứa trẻ to xác, chỉ cần bạn nhẹ nhàng, mềm mỏng thì nói gì họ cũng nghe. Thưa quý vị, khá nhiều đàn ông ngoại tình, nhưng rất ít đàn ông vì ngoại tình mà bỏ vợ. Đó là do 7 nguyên nhân sau đây. Những người thứ ba nên cân nhắc thật kỹ trước khi lao vào người đàn ông có gia đình. Có nhiều lý do để đàn ông ngoại tình. Thứ nhất, bồ chỉ để yêu. Dù cho nhân tình có xinh đẹp, quyến rũ đến đâu, thì đối với người đàn ông đó cũng chỉ là người để yêu, không phải để cưới. Đối với anh ta, người vợ cùng anh ta bước qua thời khó khăn, sinh con cho anh ta, chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ anh ta mới thật sự là người mà anh ta muốn gắn bó cả đời. Thứ hai, bản tính ích kỷ. Khi ngoại tình, người đàn ông thật ra không yêu vợ mà cũng chẳng yêu bồ. Người anh ta yêu thật sự là yêu chính bản thân anh ta mà thôi. Vì vậy, anh ta rất ích kỷ, chỉ muốn thêm mà không muốn bớt gì cả. Một mặt vẫn có gia đình hạnh phúc, một mặt được phiêu lưu ái tình. Tại sao không? Thứ ba, thương xót con cái. Con cái là một phần lý do quan trọng khiến nhiều người đàn ông ngoại tình không ly hôn, thậm chí lựa chọn quay về. Dù cho họ không còn tình cảm gì với vợ, nhưng vẫn muốn con của mình có một cuộc sống trọn vẹn với cả bố và mẹ. Họ không muốn những đứa trẻ con lớn lên mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Thứ tư, bảo vệ hình ảnh. Người đàn ông coi ly hôn là một trong những thất bại lớn nhất của cuộc đời mình. Cuộc sống hôn nhân sẽ phản ánh sự khôn khéo, năng lực điều hòa, giải quyết vấn đề của người đàn ông. Vì vậy, nhiều người sẵn sàng ngoại tình nhưng sẽ không ly hôn để bảo vệ hình tượng của mình trong mắt nhân viên, đồng nghiệp và đối tác. Thứ năm, ngoại tình không phải là chuyện lớn. Nếu như vợ coi chuyện chồng ăn phở là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, là sự phản bội, phá vỡ cam kết hôn nhân, thì đối với người đàn ông ngoại tình, đó chỉ là sự đổi gió, là có thêm một chốn đi về, chứ không phải chuyện gì to lớn đến mức phải ly dị. Thứ sáu, không tin nhân tình. Cô nhân tình đó có thể là một người hoàn hảo trong chuyện chăn gối, chiều chuộng đàn ông, nhưng không chắc cô ấy có thể trở thành mẹ hiền dâu thảo.
Không những vậy, một người con gái có thể dễ dàng cặp kè với anh ta thì cũng có thể dễ dàng với những người đàn ông khác vậy. Vì thế anh ta không dám mạo hiểm. Thứ bảy, ly hôn ảnh hưởng đến nhiều thứ. Ly hôn không phải là chuyện chỉ của hai người. Ly hôn không đơn giản là đến tòa án xin chấm dứt quan hệ. Trước và sau ly hôn còn có rất nhiều vấn đề khác như pháp lý, phân chia tài sản, phân chia con cái, giải trình với bố mẹ đôi bên. Ly hôn sẽ phá vỡ trật tự yên ổn vốn có và phát sinh nhiều rắc rối, nên người đàn ông dù ngoại tình không còn tình cảm với vợ vẫn không muốn ly hôn.